cho tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với NYN Kid. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với NYN Kid. Và ok, hôm nay thì Nhi sẽ làm một cái video đó chính là làm butter slime bằng 3 loại đất sét khác nhau. Anh ơi đâu thì anh ơi cái nãy đâu thì anh. Đây là 3 loại đất sét mà Nhi đã chuẩn bị, đây là sét này. Đây là đất sét Trung, còn đây là đất sét Nhật. Và hôm nay Nhi sẽ làm thử là khi trộn ba cái này thì cái chất butter nào từ loại đất sét nào sẽ êm hơn. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Vì mục đích chính của chúng ta hôm nay đó chính là chúng ta sẽ trộn thử và đánh giá đất sét và chất butter slime từ đất sét nào sẽ êm hơn. Cho nên là Nhi phải ngồi và chuẩn bị sẵn basic. Như các bạn đã biết thì cái tài làm basic slime của Nhi thì nó tột đỉnh rồi. Nhưng mà sao nó vẫn cứng mà, thật sự không hiểu. Và ở đây Nhi đã chuẩn bị được bao nhiêu đây? Bây giờ Nhi sẽ thử sốt lay trước nha. Và ok, cục đầu tiên của Nhi sẽ là sốt lay màu vàng. Trời, bà méo nhà tôi đó. Tôi không tin đây là tiếng kêu của bà mèo chó nhà tôi luôn á. Thế là có một màu vàng dứa. Cái màu này đẹp dễ sợ. Nhi rất là thích cái màu này. Nghĩ là ở đây trong ba loại đất sét này thì các bạn đa phần là các bạn dùng sốt lay rất là nhiều. Nhi để ý là các bạn dùng sốt lay nhiều lắm luôn á. Dạo gần đây thì các bạn có một số bạn á thì yêu cầu Nhi là hãy nhập cái này về bán mà Nhi thử làm cái này thì Nhi thấy cái mẫu này cũng rất là êm. Bây giờ Nhi sẽ làm cả ba loại đất sét ở trong shop Nhi đang có và các bạn thử đánh giá giúp Nhi là mẫu nào êm hơn nha. Thousand years later. Ok, rốt cuộc Di cũng đã kéo được rồi mọi người ơi, mừng quá. Ok, bây giờ mình sẽ phết thử ra nha. Hơi khó phết chút. Ok, và các bạn có thể xem chất nè. Vẫn là chất butter slime. Nhưng mà Di cảm thấy là cái chất này nó hơi bị khô, cầm không có đã tay cho lắm. Cái chất này nó hơi bị khô á, với lại khi mình kéo thì nó không có thoải mái cho lắm. Mặc dù basic như đã chuẩn bị dẻo rồi. Đó, hơi khó kéo một tí. Ok, đây là sốt lay, bây giờ mình sẽ tiếp tục với đất sét Trung nha. Ok, đây là basic mà Như đã chuẩn bị. Như tháo một cái bánh sô-cô-la nha. Các bạn có muốn ăn sô cô la không? Nhi không. Nhìn thèm bánh cuốn quá. Cái này nó giống bánh xốp sô cô la hơn. Nhi cảm thấy cái này nó dễ kéo hơn á. Trời ơi, lâu lắm luôn mới kéo được cái cục này á. Nhưng mà khi mà kéo ra xong thì thành phẩm thì Nhi cảm thấy là Nhi thích hơn với cái Play-Doh này. Thì cái này nó hơi khô một tí, còn cái này thì nó vẫn ra được một cái chất butter slime. Đây, các bạn thấy. Đây, mình phết thì nó cũng dễ dàng hơn nè. Mà cái chất thì rất là đã nữa. Đó, các bạn thấy không, nó đúng chất hơn. Ok, bây giờ sẽ là em đất sét mà Nhi kỳ vọng nhất là em đất sét Nhật. Với cái đất sét này thì Nhi là cảm thấy là nó dễ kéo nhất trong hai loại đất, trong ba loại đất sét từ nãy tới giờ. Nó kiểu mềm mềm hơn á.
đang đã hành thẳng khi mà Nhi làm xong. Và Nhi phải cho gần như là 2/3 đất sét luôn. Không biết các bạn có cảm nhận như thế nào, nhưng mà cá nhân Nhi thì Nhi cảm thấy vẫn rất là thích cái chất đến từ đất sét Nhật. Đây, đây là cái chất đất sét. Phết thì nó không có, cảm giác nó không có mượt bằng cái đất sét chung. Nhưng mà khi chơi thì Nhi cảm thấy là Nhi cảm thấy thích tay hơn. Nó không có bị khô quá như là cái Daiso. Ok. Ok, và đây là ba loại Butter Slum đến từ ba loại đất sét khác nhau. Và Nhi xin phép đặt tên luôn nha. Đây là Slumber. Nó cũng là Slumber nhưng mà ý là cái màu nó giống màu bơ. Đây là Slumber. Đây là Slumber. Đây là Butter Sô-cô-la. Còn đây là Butter Kẹo Sữa. Bởi vì nó màu trắng giống kẹo. Đây là màu sô-cô-la nha. Không có những người nó bậy, không có những người nghĩ bậy mà thôi anh em đi. Còn đây là Slumber. Và nếu mà các bạn thích cái đất sét nào hoặc là cái thành phẩm đến từ đất sét nào thì nhớ là comment ở dưới cái tên mà Nhi mới vừa nói xong nha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để nơi này là kiếm sẽ có nhiều video mới nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.